棒。宝贝，灯。啊，ngủ ngon quá. Chào các bạn. Hôm qua là lễ Halloween, nên mình đã đi xin kẹo cùng cả nhà nè. Nhìn nè, mình nhận được rất nhiều kẹo và sô cô la đủ sắc màu. Mình sẽ để dành phần này. Còn phần này, hôm nay mình sẽ ăn nha. Ôi trời. À, sợ quá đi. Halloween đã qua rồi mà. Đừng hù con nữa. Mẹ à, ba à, mọi người làm sao vậy? Cả nhà đã biến thành zombie rồi. Mình phải tìm giúp đỡ thôi. Biên Phân ơi, giúp với. Cả nhà mình bị biến thành zombie hết rồi. Cá mập con, mình nghe nói virus zombie đang lây lan khắp đại dương đó. Mình có 4 viên thuốc nè. Mình gửi cho bạn nhé. Mình sẽ gửi thêm cho bạn nếu có thêm thuốc. Cẩn thận nha. Được rồi, cảm ơn Biên Phân. Là thuốc của Biên Phong gửi nè. Mình cần cho cả nhà uống thuốc để có thể trở lại bình thường. Các bạn giúp mình được không? Mẹ ơi. Ôi sợ quá. Phòng yêu thích của mẹ là phòng ngủ, nên hãy tìm mẹ ở đây nào. Nè bạn ơi, giúp tôi đi nào. Tìm cá mập mẹ đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Ơ, đuôi màu hồng. Phải mẹ không ta? Ê, đừng động vào ta. Ơ, tiên cá cũng bị biến thành zombie rồi. Cùng tìm mẹ lại nào. Ồ, mình cũng thấy cái đuôi màu hồng kìa. Mẹ ơi. À, mẹ ơi, đừng như vậy chứ. Nè, mẹ uống thuốc đây. Ồ, cá mập con, có chuyện gì vậy? Cả nhà mình đã bị biến thành zombie vì bị nhiễm virus zombie. Mẹ vừa trở lại bình thường nhờ uống thuốc đó. Oh, cảm ơn cá mập con. Hãy cùng đi giải cứu những thành viên khác nào. Cá mập con, mẹ sẽ kiểm tra nhà vệ sinh. Nếu còn thấy thành viên nào khác thì hãy gọi cho mẹ nhé. Dạ mẹ. Tìm ba ở đâu bây giờ? Ba ơi. Các bạn, mình nghĩ cá mập ba đang ở quanh đây thôi. Cùng giúp mình tìm nhé. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ba nè là đuôi màu xanh. Ba ơi, ba có đây không? Đổi qua. Ăn đi. Sợ quá đi. Nhưng ba ở đâu rồi ta? À, tìm được rồi. Phải cá mập ba không? Không, cá mập con, lùi lại. Cá mập con, đếm thuốc đi con. Anh yêu, có nghe em nói không? Ồ, anh vừa nằm mơ sao? Sao anh lại ở đây? Cả nhà chúng ta đã bị nhiễm phải virus zombie. Cá mập con đã dùng thuốc cứu chúng ta đó. Ôi trời, cảm ơn con nhiều nhé cá mập con. Nhờ vào thuốc mà Ping Phong đã gửi cho con đó. Nhưng ta cũng cần cứu các bạn bè khác trong đại dương nữa. Hả? Hình như có ai đi ra ngoài kìa.
Con nghĩ là cá mập âm và cá mập bà đó. Nhanh nào, đi theo họ thôi. Bà ơi, ông ơi. Họ đi đâu rồi? Ôi, bà ơi. Bà đang trốn sau bí ngô kìa. Các bạn, giúp mình với. Hãy hô lên nếu bạn thấy cá mập bà nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Bà ơi, bà có đây không? Ồ, chắc là không có đây đâu. Vậy ở đây thì sao? Không có luôn. Bà ở đâu chứ? Cá mập con, ném thuốc mau đi. Đầu của tôi. Bà ơi, bà có sao không? Có chuyện gì vậy? Cả nhà ta đã bị nhiễm virus zombie. Và cá mập con đã cứu chúng ta đó. Vậy sao? Cảm ơn cá mập con. Còn cá mập ông đâu rồi? Là cá mập ông kìa. Tụi con sẽ đi kiểm tra. Cá bà hãy ở đây nha. Không, ta sẽ đi tìm cá mập ông. Cá mập con, đi theo bà. Dạ được, thưa bà. Cá mập con, hãy đi tìm cá mập ông và cứu ông ấy trở lại bình thường nào. Dạ được, cùng tìm ông nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ông nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi của cá ông là đuôi màu xanh lam. Ông ơi, ông đâu rồi? Sao người dám gõ cửa của ta? Là thuyền trưởng hút xấu tính. Vẫn xấu tính như ngày nào. Con nghĩ đó là ông. Đâu? Ở đây hả? Ông à, đừng như vậy nữa mà. Cá mập con, ném thuốc đi nào. Dạ. Ôi không, con ném xa quá rồi. Cá mập con. Mẹ ơi, ba ơi, con phải làm sao đây? Con làm mất thuốc rồi. Hả? Ôi không. Mẹ nghĩ ta phải làm cá mập ông bình tĩnh lại đã. Dừng lại đi, ông ơi. Là tụi con, gia đình cá mập đây. Ôi không, ông ơi, con phải làm gì đây? Ông ơi. Ông mà, sao ông không nhận ra cả nhà chứ? Tôi xin lỗi. Mọi người có sao không? Dạ, cả nhà vẫn ổn. Nhân tiện Biên Phong tìm được nhiều thuốc rồi nè. Vâng, mình đã tìm được thuốc để giúp bạn bè đại dương rồi nè. Cảm ơn Biên Phong rất nhiều. Cả nhà ta cùng đi giúp những người bạn đại dương nào. Vâng, cùng đi thôi. Tất cả sẵn sàng chưa? Cùng đếm đến ba và đếm thuốc nha. 1, 2, 3. Mọi người trở lại bình thường rồi. Vui quá, mọi người đã trở lại an toàn. Mọi người đã vất vả nhiều rồi. Hãy về nhà nghỉ ngơi và ăn gì đó thật ngon nào. Thật tuyệt vời. Các bạn, hôm nay đã làm rất tốt. Cùng về nhà nghỉ ngơi thôi nào.
có trộm. Cảnh sát Ping Pong tới rồi đây. Có chuyện gì vậy? Có trộm ở đây. Tiền của tôi mất hết rồi. Vàng bạc châu báu của tôi cũng vậy. Sách của tôi mất rồi. Đồ ăn của tôi nữa. Và đồ chơi. Đồ chơi cũng mất hết rồi. Tôi nghĩ chắc là do gia đình cá mập trộm cắp đã làm. Gia đình cá mập trộm cắp? Đúng vậy. Gia đình cá mập trộm cắp đã trốn khỏi nhà tù tối hôm qua. Những thành viên của gia đình này là những sinh vật xấu xa nhất đại dương. Ta phải bắt và cho chúng lại vào tù. Gia đình cá mập trộm cắp trông như vậy đây. Trông chúng khá là giống gia đình chúng tôi, có phải không? Thật vô lý. Màu sắc thì giống nè, nhưng nhìn bọn chúng thật xấu xa. Đúng vậy. Và chúng còn có sọc nữa. Chúng ta phải nhớ đặc điểm này để tìm ra chúng nhé. Các bạn, sao chúng ta không cùng nhau đi bắt gia đình cá mập trộm cắp nào? Cá mập trộm cắp, ta không biết các ngươi trốn ở đâu, nhưng ta sẽ bắt được các ngươi. Các bạn ơi, cùng tìm tên trộm cá mập mẹ trước nào. Hãy nhớ, hắn ta có màu hồng và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Cá mập trộm cắp, bắt lấy nào. Ôi, Ping Pong, là tôi, cá mập mẹ mà. Tôi cũng đang tìm tên trộm cá mập mẹ đây. Cùng nhau tìm lại nào. Đúng là cá mập mẹ rồi. Mình xin lỗi, cùng tìm lại nào. Tên trộm cá mập mẹ đang ở đâu? Ồ, đây rồi. Đứng yên, tên trộm cá mập mẹ. Ôi không, bị bắt rồi. Hãy thả tôi ra, tôi không làm vậy nữa đâu. Tôi sẽ trả lại tiền lấy cắp mà. Tôi không thích ở trong tù đâu. Các bạn ơi, mình nghe nói tên trộm cá mập bà hay xuất hiện ở đây. Cùng nhau đi tìm thật kỹ nhé. Hãy nhớ, hắn ta có màu xanh và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Để mình dùng ống nhòm xem sao. Có ở đây không ta? Mình chỉ thấy có cá sọc thôi. Còn ở kia thì sao? Cá heo, bạch tuộc và cá voi. Mình cũng không thấy tên trộm cá mập ba ở đây luôn. Mình không nghĩ hắn ta trốn ở đây đâu. Cùng tìm chỗ khác nào. Hả? Bạn vừa thấy hắn sao? Ôi, đừng lừa mình chứ. Mình có thấy đâu. Hả? Bạn thật sự thấy hắn sao? Ở đâu? Bắt được tên trộm cắp mập ba rồi. Giỏi lắm các bạn. Mở cửa ra cho ta mau. Ta chán ở trong tù lắm rồi. Có gì đó đáng nghi ở đây. Mình chắc tên trộm cá mập bà đang trốn đâu đây thôi. Các bạn có nghĩ giống mình không? Cùng tìm ra tên trộm cá mập bà nha. Hắn ta có màu cam và sọc đen. Được chứ? Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè.
nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Tìm được rồi, màu cam và sọc đen. Nhìn ta giống ăn trộm lắm sao? À không, xin lỗi bạn hộ nhé. Tìm lại nào. Có cái đuôi chuyển động kia kìa. Màu cam và sọc đen. Mình chắc đó là tên trộm cá mập bà. Tìm được rồi, tên trộm cá mập bà. Bị bắt rồi. Lần này ngươi may mắn đó. Ta mà trốn kỹ hơn thì ngươi đừng hỏng mà tìm được ta. Mình nghĩ tên trộm cá mập con đang trốn đâu đây thôi. Cùng tìm ra hắn ta nào. Ta cần tìm màu vàng, có sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Hả? Là kem sao? Không, mình không muốn ăn kem đâu. À ha, các bạn muốn dùng kem để dụ hắn ta ra sao? Ý này hay đó, các bạn. Kem ngon quá đi. Mình sẽ ăn hết kem luôn. Kem sao? Là kem của ta mà. Trả lại cho ta nhanh. Bắt được rồi. Ơi không. Mẹ ơi, ba ơi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Ta đã bắt được hắn rồi. Nhờ các bạn đó. Ping Phong, Ping Phong. Hả? Ping Phong, có thứ gì đó lạ đang nổi trên mặt biển kìa. Lại đây xem nào. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Hả? Cái gì đây? Tôi nghĩ tên trộm cá mập ông đang trốn ở đây đó. Ping Phong, các bạn, cùng tìm kỹ nào. Được rồi, tìm thôi. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Khoan đã. Ai đó xả rác xuống biển và rác đã trôi ra tới đây. Các bạn nhớ đừng xả rác bừa bãi nhé. Cùng dọn rác nào. Mình không nghĩ là hắn ta kia rồi. Cẩn thận lại gần nào. Cùng mình đếm đến ba nha. 1, 2, 3. Bắt được rồi. Tên trộm cá mập ông đã bị bắt. Ôi, nghe không? Thả ta ra ngay. Có phải mày ta đã ăn cắp thứ gì đó không? Ta có lấy cái gì nhiều đâu. Tại sao lại bắt ta chứ? Mở cửa ra mau. Thả ta ra. Các người đã lấy cắp đồ của chúng tôi. Các người phải bị trừng phạt. Đúng vậy, cá mập trộm cắp xấu xa. Ta sẽ nhốt các người vào nhà tù nghiêm ngặt hơn để các người không trốn được nữa. Cảm ơn cảnh sát Ping Phong. Đúng vậy, cảm ơn Ping Phong. Nhờ bạn mà chúng tôi đã lấy lại được đồ bị mất. Không có chi, đó là công việc của tôi mà. Hả? Cái gì? Tên trộm Ping Phong? Bắt tên trộm Ping Phong mau. Wow, làm xong rồi. Mình làm xong lâu đài cát rồi.
đói bụng quá. Mình nên về nhà thôi. Con về rồi. Chơi vui không con? Dạ, con đã làm lâu đài cát và đường hầm nè. Wow, món yêu thích của mình là bánh cá. Phải ăn ngay thôi. Khoan, cá mập con, phải rửa tay trước khi ăn nào. Tay con đầy vi khuẩn đó. Nhưng con không muốn đâu. Con muốn ăn mà. Một cái thôi mà. Ngoan nào, mẹ đi với con nhé. Không, con không muốn rửa tay đâu. Cá mập con ơi, con đâu rồi? Mẹ vừa thấy con chạy vào đấy mà. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập con nè. Và tìm xem cái đuôi cá màu vàng là đuôi cá mập con. Có phải cá mập con không? Ồ, là kem đánh răng. Cá mập con có ở đây không ta? Ồ, thì ra là một cái máy sấy tóc. Cá mập con đi đâu mất rồi? Thấy con rồi, cá mập con. Con không muốn rửa tay đâu. Cá mập con à, nếu con không chịu rửa tay, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh cho con đó. Hãy cùng nhau hát và đùa vui trong khi chúng ta cùng rửa tay nhé con. Cùng rửa tay, tu 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 tu, cùng xà bông, tu 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 tu, sạch và thơm, tu 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 tu, hãy rửa tay. Wow! Vui quá mẹ ơi. Giờ tay của con sạch sẽ rồi nè. Thấy không? Tay sạch sẽ là mình cảm thấy dễ chịu. Ồ, cá mập con. Mẹ nghĩ con cũng nên rửa mặt đó. Rửa mặt sao? Không, con không muốn rửa mặt đâu. Ồ, cá mập con. Cá mập con ra đây một chút được không? Ủa, mình nghĩ cá mập con đang đâu đây thôi. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập con nè. Và tìm xem chiếc đuôi cá màu vàng là đuôi cá mập con. Bà sẽ tìm được con thôi. Con đấy rồi. Hả? Là một chú vịt vàng sao? Thấy con rồi, cá mập con à. Ba à, con không muốn rửa mặt đâu. Nhưng mà rửa mặt xong sẽ sảng khoái lắm đó. Để ba giúp con. Rửa mặt thôi, tu du du tu du, cùng xà bông, tu du du tu du, sạch và thơm, tu du du tu du, hãy rửa mặt. Wow. Thấy sao nào, cá mập con, sảng khoái đúng không? Dạ, mặt con đẹp hơn nhiều rồi nè. Sao con không đi tắm luôn, cho sạch hơn nè. Cả người con toàn là vết bẩn kia kìa. Con không thích đi tắm chút nào. Ôi trời ơi. Con xin lỗi ông, con không cố ý đâu. Cá mập con, cả người con toàn là bùn đất kìa. Con nhảy vào bồn như vậy giờ nước dơ hết rồi. Hãy mau đi tắm với xà bông cho sạch đi con. Con không thích đi tắm đâu. Cá mập con, theo ông nào. À, mình đang ở trong phòng tắm. Ô, bồn tắm bị mất của ông nè. Cá mập con, hãy chà rửa bằng xà bông nào.
còn đầy tâm. Châu đâu đâu tôi đâu còn xà bông, châu đâu đâu tôi đâu sạch và thơm, châu đâu đâu tôi đâu đi tâm thôi. Uhu. Cá mập con, giờ con sạch sẽ rồi đó. Dạ, con thấy thật sảng khoái. Thật là vui. Ôi không, cá mập con, ông nghĩ con phải đi đánh răng thôi. Cùng bơi sang bên kia nào. Ba ơi, cá mập con tới rồi. Hả? Cá mập bà đâu mất rồi? Còn ông đi tìm cá mập bà nhé. Nè bà ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Tôi ở đây nè. Hả? Ở đâu? Con không thấy bà. Bà đây. Bà ơi, nãy giờ bà ở đâu? Bà, bộ trang phục gì đây? Tôi hóa trang thành bà tiên răng. Thấy sao nè? Cá mập con đã đánh răng chưa nào? Bà ơi, con thật sự phải đánh răng sao ạ? Tất nhiên, cá mập con, nhìn nè, ta dùng bạc chải nè, rồi đánh thật đều lên răng, để loại bỏ hết vi khuẩn nè, và rồi răng chúng ta sẽ khỏe đẹp hơn. Con đã hiểu chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau đánh răng nha. Cùng chải răng, tu 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 cùng bàn chải, tu 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 thật đều nha, tu 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 chải răng nào. Wow! Wow, cá mập con, răng con sáng bóng rồi kìa. Thật ạ, à. À, thật thoải mái. Cùng rửa tay, chư đu 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 đu, cùng xà bông, chư đu 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 đu, sạch và thơm, chư đu 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 đu, hãy rửa tay. Rửa mặt thôi, chư đu 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 đu, cùng xà bông, chư đu 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 đu, sạch và thơm, chư đu 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 đu, hãy rửa mặt. Cùng đi tắm, chư đu 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 đu, cùng xà bông, chư đu 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 đu, sạch và thơm, chư đu 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 đu, đi tắm thôi. Cùng chải răng, chư đu 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 đu, cùng bàn chải, chư đu 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 đu, thật đều nhé, chư đu 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 đu, chải răng nào. Wow, mình thật sạch và sáng bóng. Cá mập con, trông con sạch sẽ hơn rồi đó. Con có thể ăn bánh được rồi, giờ tay con sạch rồi mà. Yay, giờ con có thể ăn chiếc bánh thơm ngon này và sẽ đi đánh răng lại sao? Ôi bẩn quá, đi tắm thôi. Hay cùng tắm thôi nào, hay cùng tắm thôi nào. Ngâm nước, ngâm nước. Sinh nhật nè. Nhưng mà sao các bạn mình vẫn chưa tới nhỉ? Mọi người nói là sẽ tới mà. Ôi, chắc mình sẽ phải chơi xếp chữ cái một mình rồi. Ôi không, các chữ cái bị trôi đi mất rồi. Các bạn cùng bắt chữ cái lại nào.
cái chữ cái nào trôi qua đây không? Con thử tìm ở cái khay kia xem, có thể chúng nằm cạnh đồ trang trí đó. Ồ, cùng tìm ở cái khay kia nào. Toàn là con trai và sao biển thôi. Những chữ cái đâu rồi? À ha, tìm được rồi. Là chữ A, B và C. Mình nghĩ chữ D chỉ đang ở lanh quanh đâu đây thôi. Wow, tìm được rồi. Chữ D ở trên cái bánh donut. Cùng xếp các chữ cái lên bảng xếp hình nào. A, B, C, D. Wow, mình làm được rồi. Cùng đi đến phòng khách tiếp theo nào. Wow, tìm được rồi. Chữ Y nè. Ồ, tìm thấy một chữ cái nữa nè. Là chữ F. Chữ tiếp theo là chữ G. Bạn có thấy nó ở đâu không? Mình không thấy nó. Hả? Đuôi của ai đây? Ồ, cá mập con. Chữ G ở đây nè. Để bà sẽ đưa nó cho con nhé. Wow, tìm được rồi. Con cảm ơn cá mập bà. Chữ tiếp theo là chữ H. Nhưng mình nghĩ nó không có ở đây đâu. Mình phải đi tìm chỗ khác thôi. Cá mập con, nếu con trả lời đúng câu đố của mẹ, mẹ sẽ cho con chữ H. Chữ nào có nghĩa là nhà nè. Còn chữ nào khác chữ house? Con biết rồi. H-O-M-E. Home. Đúng không mẹ? Wow. Chính xác rồi. Thông minh lắm cá mập con. Chữ H của con đây. Cảm ơn mẹ. Các bạn cùng đặt các chữ cái lên bảng nhé. E, F, G, H. Được rồi. Tìm tiếp ở đâu bây giờ? Đúng vậy. Cùng tới phòng của mình nào. Nào, cùng nhau đi tìm I, J, K, L. Hả? Mình không thấy chữ cái nào hết. Ồ, đuôi của ai đây? Một chiếc đuôi cá mập màu xanh lá. Chính là tôi, cá mập ông đây. Cá mập con, ông đã chuẩn bị kem ngon cho con và các bạn rồi nè. Con có muốn ăn kem không? Dạ muốn. Ồ, là chữ ai? Nó ở trên đầu của cây kem nè. Ồ, cá mập con, có cái gì đang nhảy ở kia kìa. À ha, là chữ J. Chữ J đang nhảy kìa. Nào, chữ K và L đang ở đâu nhỉ? Thú bông à. Các con có thấy chữ K và L không? Wow! Tìm được rồi! Bạn gấu koala đang giữ chữ K. Còn bạn sư tử đang giữ chữ L kìa. Vui quá đi! I, J, K, L. Ồ! Chúng ta chưa tìm ở phòng 8. Mình chắc chắn cái chữ cái sẽ có trong đó. Ồ, mình tìm thấy một chữ rồi. Là chữ M. Ta cần tìm chữ N nữa. Ở đâu đây ta? Ồ,
tờ báo kìa. Nhưng mà ai đang ngồi đọc báo vậy nhỉ? Ai không? Ai đó vừa xì hơi và chạy đi mất rồi. Tìm ra chữ ô cái đã. Nó sẽ ở đâu ta? Nó đây rồi. Chữ ô. Cùng đặt chúng lên bảng chữ cái nào. M N O. Hả? Nghe như tiếng bạn của mình vậy. Đi nhanh nào. Ủa, một cái đuôi. Nhưng đuôi của ai đây? Ta-da, ngạc nhiên chưa nè. Mình là anh trai của cá mập con, Bruno. Mình là chị gái của cá mập con, Sid. Và mình là bạn thân của cá mập con, William. Bruno, Sid, William. Mình tưởng mọi người đã quên sinh nhật mình. Sao mà quên được chứ? Cá mập con, sao em không lấy chữ P kia kìa? Wow, tìm được rồi. Là chữ P. Nhưng cái gì đây? Đây là piñata. Em hãy dùng gậy đập vỡ nó và món quà bất ngờ bên trong sẽ xuất hiện. Wow, toàn là kẹo ngon kìa. Và mình tìm được vài chữ nữa nè. Q, R, S. Chúng ta cùng nhau đi ăn kẹo nào. Cá mập con, mình thấy có gì đó ở kia kìa. Ủa, là cái gì vậy? Wow, bong bóng. Và một vài chữ cái ở bên trong kìa. Cùng làm vỡ bong bóng và lấy các chữ cái ra nào. Chữ T. Và chữ U nè. Và cuối cùng là chữ V. Ồ, cá mập con, có vài người bạn đang trốn kìa. Đúng rồi. Tìm được các bạn rồi nè. Chúc mừng sinh nhật cá mập con. Cảm ơn các bạn vì đã đến. Nào, cùng tổ chức tiệc thôi. Yay. Q, R, S, T, U, V. Mọi người đông đủ cả rồi, bắt đầu bữa tiệc nào. Mừng ngày cá mập con sinh ra đời, ta hát vang mừng sinh nhật. Yay, chúc mừng sinh nhật cá mập con. Cảm ơn mọi người. Cá mập con, ông bà có quà tặng con nè. Con có muốn mở quà không? Dạ có. W X Y Z. Wow. Tìm được hết các chữ cái rồi. Wow, đúng là món quà mình thích nè. Cảm ơn mọi người. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.